Xin chào các bạn, mình là Bùi Dung, chuyên viên tư vấn cấp kinh nguyệt Cbel. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách tiệt trùng cấp kinh nguyệt Cbel nhé. Cách thứ nhất là các bạn sẽ sử dụng một chiếc nồi nhỏ để đun. Đầu tiên là bạn cho cốc kinh nguyệt Cbel vào trong cốc tiệt trùng này. Bạn đổ nước đến vạch mắt. Bạn đậy nắp lại. Sau đó bạn đặt nằm ngang trong nồi và đổ nước ngập cốc tiệt trùng. Và các bạn tiến hành đun sôi, sau đó đun thêm 2 đến 3 phút nữa. Tức là tính từ thời điểm sôi ấy, các bạn đun thêm đến 2 đến 3 phút. Đấy là cách thứ nhất. Cách thứ hai, các bạn có thể sử dụng ấm siêu tốc. Các bạn cũng cho cốc nguyệt san vào trong cốc tiệt trùng, đổ nước đến vạch mắt, đậy nắp lại. Nhưng các bạn không đặt nằm ngang mà đặt theo chiều thẳng đứng nhé. Rồi cũng đổ nước ngập cốc tiệt trùng và bấm đun sôi. Nếu mà sôi rồi ấy, thì các bạn muốn đun thêm, các bạn có thể hé cái nắp ấm siêu tốc lên thì có thể đun được sôi thêm một vài phút nhé. Cách thứ ba đó là bạn sử dụng lò vi sóng. Thì một điều đặc biệt của cốc kinh nguyệt Cbel là có cái cốc tiệt trùng rất là tốt, được làm bằng nhựa nguyên sinh, chịu được nhiệt độ trong lò vi sóng ấy, cho chịu được nhiệt lên tới 150 độ C. Nên các bạn hoàn toàn sử dụng trong lò vi sóng yên tâm nhé, mà không phai ra chất không tốt. Với một cái số hãng cốc khác ấy, mà cốc tiệt trùng chỉ bằng nhựa tái chế ấy, thì các bạn không nên đem que lò vi sóng nhé. Vì như vậy thì nó sẽ phôi ra những cái chất không tốt mà mình không nhìn thấy bằng mắt thường được. Thì cách que sử dụng lò vi sóng là bạn cũng cho cốc nguyệt san vào trong cốc tiệt trùng, đổ nước đến vạch mắt, đậy nắp lại, đặt trong lò vi sóng và bật chế độ nấu ấy, khoảng 2 đến 3 phút là lúc đấy nước đã sôi rồi nhé. Sau đó bạn có thể lấy ra sử dụng. Ba cách này thì các bạn đều sử dụng được. Nhưng mà với cái cách đun sôi bằng nồi ấy, thì đã có một số trường hợp là đun bị quên và dẫn đến cháy. Nên là các bạn tốt nhất ấy, là các bạn sử dụng cách thứ tư nhé. Cách thứ tư đó là sử dụng viên tiệt trùng. Sử dụng viên tiệt trùng mini minter này, được sản xuất ở Anh, dùng để tiệt trùng của bình sữa em bé đấy. Nên là các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng nhé. Chúng ta sẽ sử dụng viên tiệt trùng này là tiện lợi nhất. Các bạn sẽ bóc một viên tiệt trùng này, rồi đổ nước gần đầy cốc này, thả một viên tiệt trùng vào, đợi cho viên trùng tan hết. Sau đó là để cốc Cbel vào trong này. Các bạn ngâm trong khoảng 15 đến 20 phút, sau đó các bạn lấy ra là sử dụng được nhé. Thì khi mà dùng viên tiệt trùng ấy thì nó sẽ hơi có mùi của viên tiệt trùng. Thì nếu bạn nào mà cẩn thận không thích mùi này thì các bạn sẽ tráng lại bằng cái nước lọc của mình ấy, là có thể sử dụng được nhé, hoàn toàn yên tâm. Và mình khuyên các bạn là nên sử dụng cách thứ tư, sử dụng viên tiệt trùng này rất là tiện. Đặc biệt là nếu mà bạn đi công tác hay là đi chơi xa về quê chẳng hạn ấy, thì rất là tiện lợi luôn. Và viên này rất là nhỏ gọn, mà một hộp viên tiệt trùng này bây giờ cũng giá rất là rẻ thôi. Viên tiệt trùng một hộp này có 50 viên, sử dụng 25 tháng, mà giá chỉ dao động từ 2 đến 3 nghìn một viên ấy, thì hoàn toàn là hợp lý ấy. Thì chúc các bạn sẽ chọn cho mình một cách tiệt trùng tốt nhất nhé. Vì mình thấy là nhiều bạn sử dụng cốc nguyệt san ấy, nhưng mà khi hỏi về cách tiệt trùng thì tiệt trùng chưa đúng cách, có thể chỉ đem qua trụng qua nước sôi thôi, như vậy là chưa đảm bảo nhé. Các bạn hãy chọn một trong bốn cách mà mình vừa hướng dẫn nhé. Chúc các bạn có những trải nghiệm thật tuyệt vời với cốc kinh nguyệt. Xin chào và hẹn gặp lại.